Xin chào tất cả các em khóa 9. Hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau qua bài thực hành 2, tìm kiếm thông tin trên Internet. Còn bài thực hành 1 lần trước là sử dụng trình duyệt để truy cập web. Bài thực hành 2 này, chú ý chúng ta biết cách tìm kiếm thông tin trên Internet, một số công cụ tìm kiếm, sử dụng công cụ tìm kiếm. Bài tập thực hành áp dụng nhé. Nào, chúng ta bắt đầu vào bài. Chúng ta vào bài tập 1, tìm kiếm thông tin trên web. Khởi động trình duyệt. Có nhiều trình duyệt như là bài thực hành lần trước, như là trình duyệt cốc Firefox Pin. Ở đây cô chọn trình duyệt Google. Nhập địa chỉ hoặc quay web google.com.vn vào ô địa chỉ rồi nhấn Enter. Giao diện của Google hiện như thế này. Cái ô này nó là dùng để nhập từ khóa mà chúng ta tìm kiếm. Em gõ từ khóa liên quan đến cái vấn đề tìm kiếm vào ô tìm kiếm, rồi nhấn phím Enter hoặc nháy nút chuột vào nút tìm kiếm hoặc tìm với Google. Ví dụ ở đây cô từ khóa của cô là máy tính. Quan sát kết quả. Với từng kết quả, Google hiển thị các thông tin có dạng như minh họa ở hình sau. Một là tiêu đề của trang, phần hai là đoạn văn bản trên trang web chứa từ khóa, ba là địa chỉ trang web. Ngoài ra, Google cũng tìm được rất là nhiều thông tin mà để liên tiếp vào các tất trang. Em muốn xem thì em nháy chuột vào địa chỉ số trang tương ứng ở cuối trang web để chuyển sang trang kết quả khác. Nháy chuột trên một kết quả tìm được để chuyển tới trang web tương ứng nhé. Bài tập 2. Tìm hiểu cách sử dụng từ khóa để tìm kiếm thông tin. Với từ khóa cảnh đẹp spa, không có dấu nháy nha, coi kỹ nha. Google cho tất cả các trang web có chứa các từ thuộc về từ khóa và không biệt phân biệt chữ hoa hay chữ thường. Với từ khóa cảnh đẹp spa mà có dấu nháy hai bên nha. Yêu cầu quan sát kết quả nhận được và so sánh với kết quả bước trên. Nghĩa là bước trên thì em tìm với từ khóa cảnh đẹp spa mà không có dấu nháy. Còn cái này em tìm với cảnh đẹp spa mà có dấu nháy hai bên. Em cho nhận xét về tác dụng của cặp dấu nháy la kép này. Tương tự, em làm bài tập tìm kiếm với từ khóa lịch sử dựng nước. Lần thứ hai, lịch sử dựng nước mà có dấu nháy. Rồi lần thứ ba, em thêm lịch sử dựng nước vua Hùng cũng có dấu nháy. Rồi lần thứ tư, thêm vào từ khóa cụm từ Văn Lang. Em quan sát và so sánh số lượng trang web tìm được với các lần tìm kiếm trên. Lưu ý, nên sử dụng từ khóa sát vấn đề cần tìm kiếm. Nên tìm kiếm với từ khóa mô tả phạm vi rộng và sau đó thêm từ khóa để thu hẹp dần phạm vi tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm ở các thời điểm khác nhau có thể cho khác nhau vì thông tin trên Internet luôn cập nhật liên tục. Bài tập 3. Tìm kiếm hình ảnh. Em truy cập trang web Google. Em gõ từ khóa vào ô tìm kiếm và chọn một hình ảnh. Ở đây cô chọn từ khóa máy tính và cô chọn cái một hình ảnh ở đây.
sử dụng Google để tìm kiếm các hình ảnh liên quan đến vấn đề như là lịch sử máy tính, các loài hoa đẹp, di tích lịch sử quận 11 chẳng hạn. Bài tập 4, tìm kiếm video. Tương tự như vậy, cô gõ từ khóa vào ô tìm kiếm và chọn một video. Bài tập 5, tìm video thông qua trang YouTube. Truy cập trang web www.youtube.com. Em gõ từ khóa, ví dụ như trồng cây, vào ô tìm kiếm và nhấn Enter để tìm tất cả các video có liên quan đến từ khóa. Bài tập thực hành cuối cùng. Luyện tập. Em tạo thư mục có tên thực hành 2 ở D, yêu cầu lưu các nội dung sau vào thư mục này. Các thông tin về lịch sử dựng nước, các thông tin về lịch sử phát triển công nghệ thông tin, các hình ảnh về các nội dung trên.